Em là niềm kiêu hãnh của anh, lộ ảnh sang chảnh của Dương Dương, địch lệ Nhật Ba. Đáng chú ý là bàn tay nhà trai nắm chặt. Dương Dương, địch lệ Nhật Ba gây ấn tượng với bề ngoài tươi trẻ, thời thượng. Bộ phim ngôn tình hiện đại dài 30 tập, Em là niềm kiêu hãnh của anh do Dương Dương, địch lệ Nhật Ba đóng chính đã ấn định sẽ phát sóng từ 26 tháng 7. Trước ngày lên sóng, ekip sản xuất đã tung ra đoạn clip ghi lại hậu trường chụp poster phim của Dương Dương, địch lệ Nhật Ba. Trong phim, Dương Dương, địch lệ Nhật Ba gây ấn tượng bởi vẻ ngoài tươi trẻ, thời thượng. Địch lệ Nhật Ba liên tục đốn tim khán giả bởi nụ cười ngọt ngào, còn Dương Dương thì vẫn tỏa sáng bởi nụ cười có khả năng sát thương cực cao. Dù diễn xuất thường xuyên gây tranh cãi, nhưng quả thật, với chất lượng nhan sắc thế này thì Dương Dương, địch lệ Nhật Ba đã thành công trong việc tạo chủ đề thảo luận cho netizen. Nhất cử nhất động của cặp đôi đều gây chú ý lớn. Việc đẩy thuyền cho Dương Dương, địch lệ Nhật Ba cũng đã bắt đầu xuất hiện trên Weibo. Trong đó, netizen chú ý đến chi tiết, Dương Dương nhiều lần chủ động nắm tay địch lệ Nhật Ba khi chụp ảnh chung. Tuy nhiên, vì địa vị của Dương Dương, địch lệ Nhật Ba trong showbiz tương đương nhau, nên khi phim công bố lên sóng, fan hai nhà đã cãi nhau kịch liệt. Fan địch lệ Nhật Ba yêu cầu duy quyền cho thần tượng, còn cãi nhau một trận tơi bời với fan Dương Dương. Lý do là vì ban đầu nhà sản xuất cho biết, Dương Dương, địch lệ Nhật Ba có quyền lợi bình đẳng, phiên vị của hai nhà là ngang nhau. Đến lúc đoàn phim tham gia hội chợ quảng bá, fan địch lệ Nhật Ba lại nổi giận vì thấy tên Dương Dương hiện ra trước trong list quảng cáo. Fan địch lệ Nhật Ba mắng Dương Dương thầm tệ, còn bịa đặt cả chuyện vi phạm pháp luật cho nam diễn viên. Sau đó, fan Dương Dương cũng đã phản công bằng đủ thứ chiêu trò, hai bên choảng nhau chăn chát, tạo nên cục diện hỗn loạn trước ngày phim phát sóng.